Xin chào tất cả các bạn. Đến với bài đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn những động tác cơ bản với bài một giây. Tôi sẽ làm nguyên bài cho các bạn xem. Rồi, sau khi các bạn xem nguyên bài thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng động tác cơ bản. Động tác thứ nhất, tay chúng ta cầm vào giữa thân chai, nghiêng 45 độ, tay chúng ta nghiêng 45 độ. Rồi, tay chúng ta đưa về phía bên trái, lấy lực từ cổ tay, lấy lực từ cổ tay. Khi chúng ta xoay thì chúng ta xòe hết tất cả các lòng bàn tay ra, không được co lại. Co lại thì chai nó sẽ không xoay được. Rồi tôi sẽ làm các bạn xem. Khi chụp xong, chụp chai xong thì cổ chai chúng ta sẽ hướng về phía bên phải. Rồi tôi sẽ làm lại một lần nữa. Động tác tiếp theo, tay chúng ta cầm ở phía dưới, bốn ngón, một ngón cái chúng ta để phía bên này. Rồi chúng ta dùng cổ tay chúng ta bẻ về phía bên phải. Tôi sẽ làm cho các bạn xem. Khi bẻ chúng ta co ngón cái chúng ta ra ngoài để chúng ta chụp. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn xem. Rồi tôi sẽ ôm lại hai động tác vừa rồi chúng ta học. Rồi động tác tiếp theo, tay chúng ta cầm cổ chai tung qua bên phải một vòng. Tay trái chúng ta lúc nào cũng phải chụp được cái cổ chai, hạn chế chụp cái thân như vậy rất là xấu. Tôi sẽ làm lại cho các bạn xem. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi tôi sẽ ôm lại ba động tác. Rồi động tác tiếp theo thì tay trái chúng ta tiếp tục ném qua bên phải một vòng. Tay phải vẫn chụp cổ chai. Các bạn vui lòng tung qua làm sao qua phía bên này nó sẽ đẹp hơn là trước mặt. Trước mặt thì rất là xấu. Rồi tôi sẽ ôm lại bốn động tác cho các bạn xem. Rồi động tác tiếp theo thì tay phải chúng ta cầm cối chai y như lúc nãy, chúng ta quăng một vòng lên phía trên vừa tầm ngang và lại cái đầu chúng ta. Tay trái lòng bàn tay hướng về phía trước, mu bàn tay hướng về phía sau, xòe ngón cái ra để chúng ta chụp cho dễ. Hạn chế các bạn chụp ngửa lòng bàn tay ra như thế này rất là xấu. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi tôi sẽ ôm lại tất cả các động tác vừa rồi chúng ta học. Rồi động tác tiếp theo thì tay trái chúng ta tung lên ngang với lại mắt chúng ta về phía bên phải,
mu bàn tay chúng ta về phía sau, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón cái chúng ta xòe ra để chụp chai được dễ dàng hơn. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, tôi sẽ ôm lại tất cả các động tác vừa rồi chúng ta học. Rồi, động tác tiếp theo. Chúng ta tung chai về phía sau. Tay trái chúng ta để như thế này. Tôi sẽ làm rồi chúng ta, tôi sẽ quay về phía sau cho các bạn xem. Tôi sẽ làm phía sau cho các bạn xem. Lòng bàn tay chúng ta hướng về phía khán giả, mu bàn tay chúng ta áp vào sát người. Tay chúng ta xòe ra, chúng ta tung nửa vòng. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, tôi sẽ ôm lại tất cả các động tác vừa rồi chúng ta học. Rồi, tôi sẽ quay lưng về phía sau. Tôi sẽ quay lưng về phía sau. Rồi, động tác tiếp theo. Tay trái chúng ta cầm cổ chai nghiêng 45 độ, chúng ta tung về phía sau. Tay phải chúng ta chụp. Lòng bàn tay chúng ta hướng về khán giả, mu bàn tay chúng ta áp vào sát người. Chúng ta ném một lực vừa phải, không cao quá cũng không thấp quá. Tay chúng ta để gần sát hông bên trái, chụp được dễ dàng hơn. Rồi, tôi sẽ làm lại tất cả các động tác vừa rồi. Rồi, tôi sẽ làm về phía sau. Rồi, động tác cuối cùng. Động tác cuối cùng thì chúng ta thăng bàn chai trên mu bàn tay chúng ta. Tay trái chúng ta cầm chai, cổ chai, dùng một lực hơi nhẹ. Chúng ta thăng bàn chai. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Khi chúng ta tung thì chai gần thẳng thì chúng ta hãy đưa cái tay, cái mu chúng ta vào đây, mu tay chúng ta vào đây để chúng ta thăng bằng cái chai. Tôi sẽ làm chậm cho các bạn xem. Hạn chế các bạn khi chai chúng ta đang tung, chúng ta đưa cái tay lên sẽ rất là đau, rất là đau. Tôi sẽ làm lại một lần nữa. Rồi, tôi sẽ ôm lại tất cả các động tác vừa rồi chúng ta học. Rồi, tôi sẽ ôm lại một lần nữa. Rồi, xin chào các bạn. Buổi học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bài tiếp theo.